Nhóm hacker lớn nhất thế giới Anonymous đưa ra lời cảnh báo hãy xóa TikTok ngay. Mới đây, nhóm hacker Anonymous đã có động thái gây hoang mang khi đăng bài viết trên Twitter với nội dung hãy xóa TikTok ngay bây giờ. Nếu bạn biết ai đó sử dụng ứng dụng này, hãy giải thích với họ đây là phần mềm theo dõi do chính phủ Trung Quốc tạo ra. Đoạn tweet cũng dẫn lại bài viết của một người dùng tự nhận là kỹ sư chia sẻ trên Reddit cho rằng không chỉ nội dung từ Clipboard, TikTok còn ăn cắp nhiều thứ hơn thế. TikTok lấy nhiều dữ liệu hơn Facebook, YouTube, Instagram và bất kỳ ứng dụng nào mà bạn biết. Công việc của tôi là đảo ngược công nghệ bên trong các ứng dụng di động, phân tích cách chúng hoạt động và xây dựng thêm chức năng của bên thứ ba xung quanh ứng dụng đó. Và tôi khuyến nghị mọi người không nên dùng ứng dụng này nữa, Bangalore chia sẻ. Phần lớn chúng ta đã bình thường hóa việc cung cấp thông tin cá nhân của mình. Nhiều người còn không kỳ vọng nhiều vào quyền riêng tư hay bảo mật thông tin cá nhân nữa. Vì vậy, việc cấp cho TikTok dữ liệu của bản thân họ vốn là tiền cũng là điều không mấy ngạc nhiên. Những người này cho rằng họ quá bình thường để ai đó chọn làm mục tiêu tấn công. Nói cách khác, họ cho rằng bản thân không có gì để che giấu. Sự thờ ơ này xuất phát từ việc nhiều người không hiểu ý nghĩa của việc bảo mật ở mọi cấp độ. Bangalo cho rằng có lý do chính đáng để một vài quốc gia cấm TikTok. Đừng sử dụng nó nữa. Đừng để con cái bạn dùng nó. Nói với bạn bè xóa ngay ứng dụng này. Bạn có thể giải trí những nội dung tương tự ở những nền tảng khác mà không phải giao nộp thông tin của mình cho chính phủ Trung Quốc. TikTok hiện vẫn chưa lên tiếng xác minh những cáo buộc này.